ông Đa Minh sau một thời gian ốm bệnh, nay Chúa đã gọi về nhà cha. Đây là sự mất mát đau buồn của gia đình Tăng Quyến, của các con cháu, anh em trong gia đình và cộng đoàn. Chúng ta biến đau thương thành lời cầu nguyện dâng đi Thiên Chúa là Cha toàn năng, ban cho ông Đa Minh, người thân yêu của chúng ta, được sớm hưởng nhan Thánh Chúa cùng các thánh. Giờ đây chúng ta cùng tham dự nghi thức làm phép tang, làm phép xác và quan tài cho ông Đa Minh. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, trao rồi cho con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha thả sắc, được cha chỉ đến đi, cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và ta nợ chúng con như chúng con cũng đã kẻ có nợ chúng con. Xin cha để con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kính nơi Chúa Trời là Cha khen thang vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính nơi Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi khen Đức Chúa Thánh Thần, là người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu đàn đời quan phong Siêu Phi Na Tô, chịu đóng gánh trên cây thánh giá, trên và tán xa xuống một tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết và sống lại, lên trời ngự bên hiếu cha phép tang vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh công cộng, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin làm sống vậy. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: lòng anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với anh em rồi. Vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em, nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em thì Thầy này đến và đem anh em về với Thầy. Thì Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi. Ông Tô-ma nói với Đức Giê-xu: thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? Đức Giê-xu đáp: chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa gia đình Tăng Quyến, kính thưa cộng đoàn, có cuộc chia ly nào lại không đau thương,
kẻ đi người ở lòng bịn rịn, nước mắt tuôn rơi. Đó là lẽ thường tình của con người trước cảnh biệt ly. Nhưng ra đi kẻ ở đều muốn giữ lại một chút gì đó thật thân thương, như là một kỷ niệm lưu luyến về người thân của mình. Nỗi niềm cảm xúc từ thâm tâm thì bao la không cùng, nhưng thật đầy ý nghĩa khi nó được biểu lộ ra bên ngoài bằng một cử chỉ thắm đượm tình thương. Việc làm phép và phát tang này nói lên ý nghĩa đó. Chúng ta là những người thân trong đại gia đình tăng quyến của ông Đa Minh. Chúng ta cùng mang khăn tang là để tỏ lòng thương nhớ và cầu nguyện cho ông. Đúng vậy, người chết nối linh thiêng và đời. Và ngàn ngữ pháp cũng nói, người chết chỉ có thể chết thật khi người sống còn nhớ đến họ. Trong cấp bậc vai vế của mình, mỗi người chúng ta chịu tang ông Đa Minh là chúng ta một lần nữa muốn thắt chặt tình thân của mình đối với ông Đa Minh. Xin cho những phành khăn tang này như một dấu chỉ của lòng thương nhớ gửi đến ông Đa Minh. Bên cạnh đó, khi chịu tang ông Đa Minh là chúng ta một lần nữa nhớ đến thân phận mình, nay người, mai ta. Vì đời người mong manh như bọt bể chiều hôm, ai người có thể thoát được cảnh sinh ly. Và còn hơn thế nữa, trong niềm tin vào Đức Kitô phục sinh, vành khăn tang này còn nhắc nhở cho chúng ta rằng màu trắng khăn tang là màu của niềm hy vọng phục sinh, là màu của chiếc áo trắng và mà ta đã mang nơi mình khi lãnh nhận phép thanh tẩy. Vì thế giờ đây chúng ta cùng xin Chúa thánh hóa các tang phục này để khi chúng ta chịu tang ông Đa Minh, chúng ta càng thêm lòng tin cậy vào Thiên Chúa và sống gắn bó với người quá cố. Còn đối với anh chị em chúng ta còn sống, chúng ta càng yêu thương đùm bọc nhau hơn. Chúng ta cùng cầu nguyện. Này Chúa là đấng tạo thành, nguyện xin Chúa thánh hóa các tang phục này để chúng trở nên dấu chỉ của tình hiệp thông liên đới giữa các thành viên trong đại tăng quyến chúng con với nhau và với người quá cố này. Ngõ hầu khi chúng con mặc vào càng được thêm lòng tin tưởng vào Chúa và cho tâm hồn chúng con càng được ủi an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Hỡi người hãy nhớ mình đã vui cho một mai người sẽ trở về vui cho. Ôi thân phận của con người tựa bông hoa nở tươi, một làn gió nhẹ lung lay cũng biến tan sắc màu. Ơi người hãy nhớ mình đã vui cho, một mai người sẽ trở về vui cho. Lịch xin Chúa đón nhận linh hồn con cái Chúa là ông Đa Minh mà Chúa đoái thương gọi ra khỏi thế gian này về với Chúa. Xin cho linh hồn này thoát khỏi xiềng xích tội lỗi, về hưởng hạnh phúc an nghỉ trong ánh sáng muôn đời và được sống lại trong vĩnh cửu giữa hàng ngũ các thánh và những người Chúa chọn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, chúng con biết rằng khi thân xác yếu hèn của chúng con là ngôi nhà tạm ở giữa đất này bị hư nát, thì chúng con lại có một nơi ở mới do Chúa dựng nên, đó là ngôi nhà tạm, đó là ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời không do tay người phàm làm ra. Lạy Chúa, xin thánh hóa và chúc phúc lành cho chiếc quan tài này,
cũng là chiếc áo, cũng là nhà tạm của thân xác yếu hèn của người thân chúng con đây. Chừng ngày ông Đăng Minh được phục sinh do quyền năng Chúa, xin cho chiếc quan tài này được trở nên nơi an nghỉ cho thân xác của ông Đa Minh. Chừng ngày được phục sinh vinh hiển, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Này Chúa, Chúa đã gọi tôi tớ Chúa là ông Đa Minh ra khỏi thế gian này về với Chúa. Ngay từ giờ phút này, được Chúa gột rửa mọi tội lỗi, được đón nhận vào nhà Chúa, chung hưởng hạnh phúc với người Chúa chọn. Chừng ngày thân xác được phục sinh, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Này Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy tập dẫn đời con kêu vang, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chân tôi nào ai rỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân đất đêm ngày ấy trông cậy người cho nên, vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Đa Minh được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Đa Minh cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Đa Minh được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy màn Đức Chúa Trời sáng lắm, vui vẻ vô cùng. Amen. Con trông cậy ra thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Chúa chế chứa bọn đời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu tôn đức nữ đồng trinh hiển vinh sáng lắm. Hằng chứa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Này ra thánh trai tìm Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Này trai tìm cực thanh cực tinh ra thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Này ông thánh Giuse là bản thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Này các thánh tử đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Xin cha và con và thánh thần. Amen. Trọng kính cha chánh xứ đền thánh giáo xứ Bát Đáp, kính thưa quý cụ, quý ông bà, bố của chúng con đã được Chúa gọi về lúc 4:30 sáng nay. Giờ này đây đã được cha chánh xứ đến làm phép tang, làm phép xác và làm phép quan tài và dâng lời cầu nguyện cho bố của chúng con. Con xin thay mặt trong miệng các em cảm ơn cha và quý cụ, quý ông bà. Vâng, giờ đây những gia đình được phát tang xin chân thành kính mời gia đình chú Việt ạ. Gia đình chú Trung ạ. Gia đình chú Hậu ạ. Gia đình chú Nai. Gia đình chú Văn. Gia đình chú Tuấn Thọ. Gia đình chú Đội Thơ. Vâng, còn những gia đình ai là chữ tang của cho ông Đa Minh thì xin đi phát cho ạ.
gia đình chú Niên. Vâng. Gia đình chú Long ạ. Vâng, ai là anh em xin lên nhận tang. Nào, chú đi phát cho họ cái này. Tắm một tuần nhang đầu tiên và viếng giờ đầu tiên cho ông Đa Minh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nghe đoàn con gái tha vọng. Phòng nguyện với tháng năm ngoài quên đau. Mẹ mẹ thấy đôi thương lòng từ bi thấy chiếu soi hết nỗi buồn. Ngày tháng trôi vào quên lãng, nào biết trong ai người đưa hồng ban đến ngày nhung đau đớn đau buồn. Sự cực sâu cũng khóc to, còn vòng ngân mấy tháng năm hai bên cạnh đỏ. Lòng từ khi thấy chiếu soi hết mọi con cháu và anh em chúng ta ra ngoài đây để thắp nén nhang đầu tiên và viếng giờ đầu tiên cho ông Đăng Minh. Xin mời anh em con cháu tất cả ra ngoài để thắp hương cho ông và làm giờ viếng đầu tiên cho ông. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trọng cầu xin thương ban ơn tha thứ và dẫn tôi quê không đặt tiếng không có gì cuộc đời dẫn 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 dẫn. Xin mời anh em con cháu đi ra hết ra ngoài đây để thắp hương cắm tuần nhang đầu tiên và viếng anh đầu vào đầu tiên cho anh đi. Mong nhìn về quê hương mới, đem linh hồn người thân, đem linh hồn bạn bè dâng lên xin lắng nghe. Cùng với bánh nếp diều nho, con xin dâng ngàn hy sinh để thánh muôn tôi tình. Nguyện Chúa chưa chấp tôi xin. Xin thương ban ơn tha thứ và dẫn tới quê trời. Làm việc đạo đức biết trong chiều ngày.
gian lắng thơ. Như hoa kia khoe màu tươi sắc thắm cũng dịu dàng khi buổi chiều hoa ngàn hoa, cũng dịu dàng khi buổi chiều hoa ngàn hoa. Giờ đây xin mọi người hợp ý cầu nguyện cho ông Đa Minh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba thường thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đáng ngồi thánh đường. Xin cho để chúng con xa trước căn dù
nhưng thương dung con cho khỏi sự giữ an an. Tôi tin kính nơi Chúa Trời là Cha các ta vô cùng dâng lên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một đời Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi khen đơn Chúa Thánh Thần là người xuống tay sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu ăn đời con phong Giê-lô Pi-la-tô, chịu đóng đánh trên cây thánh giá, chết và tăng sáng xuống một tổ thân. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời mở bên nhớ đời Chúa Cha các ta vô cùng. Ngày sau mới trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin tính đức Chúa Thánh Thần, tôi tin tính hội thánh hằng có ở các tế này. Tại con sủng tụng cha, vì cha đã đấu tống cho những người biết kẻ phẩm ngoan ngoãn biết điều điều ấy, mà lại phải cho những kẻ kẻ nhỏ mọn. Vâng, lạy cha, vì khi cha cũng như vậy vậy, mọi sự đã cha ta đã cho có cha, và không ai biết con con cha ra cha, và không ai biết biết cha cha ra con, và cả kẻ muốn muốn mà phải phải cho. Tất cả thấy thấy tiếng ta ta với kẻ kẻ nhỏ nhỏ vài bánh nằm, ta sẽ sớm đỡ đỡ phục cho các ta ơi. Hãy may mấy cái của ta và vài hạnh hồng của ta, vì ta đã ngày ngày và kiếm kiếm trong trong lòng, và ta cùng các ngươi sẽ giật được bình an. Vì ai ở ta ta thì hiền ái, và vài bánh của ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Nay ngã đi rồi,
có đi thiên đường giây phút trông mong. Xa thương người lạy Chúa, xin xa thương người lạy vâng. Mẹ ơi, gần đi cho
con là nguy khó, hiền nguy dâng tràn đầy đó, xin mẹ dạy con nay tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con nay tiếng xin vâng. Hôm qua hôm nay và ngày mai, xin vâng, mẹ dạy con nay tiếng xin vâng. Hôm nay tương lai và suốt đời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Tiếp theo chương trình lễ viếng, gia đình chúng con xin trân trọng kính mời gia đình họ ngoại giáo xứ Cổ Ra và Hồng Quang do ông Hải làm trưởng đoàn thắp hương kính viếng. Xin thay mặt ban tang lễ và gia đình xin trân trọng kính mời. Cô và các cháu thương mến, ông Đa Minh là chú, là bác ngoại, các cháu gia đình chúng tôi đã được Chúa gọi về trong niềm tiếc thương vô hạn. Anh chị em con cháu ở Cổ Ra, Hồng Quang đến dâng lời cầu nguyện và chia buồn cùng tang quyến. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đạo người thánh đường. Nguyện xin Chúa vui ban đời về lời con thiết tha, tình thương mến nấc u cô hồn ngày đêm, nhuận thân xác hồn tràn lan ơn thiêng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước công, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ, amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan thời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, trên mà tang xa xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời, ngự bên hiếu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bãi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng, có ở khắp thế này các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy, amen. Kính mời cộng đoàn lắng nghe lời Chúa. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi, Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con ở đó. Thầy đi đâu các con đã biết đường rồi. Ông Tô-ma thưa người rằng: lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu,
làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giêsu đáp: Thầy là đường, là sự thật, là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn thân mến, chúng ta hãy thành khẩn dâng lên Thiên Chúa Cha những ý nguyện sau đây: hầu cho người còn sống được ơn nâng đỡ, cho kẻ qua đời được ơn cứu thoát và hưởng vinh phúc muôn đời. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bi tích thánh tẩy mà làm cho linh hồn đa minh được trở nên con thật của Chúa. Xin Chúa đón nhận linh hồn đa minh vào nước hằng sống muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã lấy máu thịt Chúa mà nuôi dưỡng linh hồn đa minh. Xin cho linh hồn đa minh được giải thoát xiềng xích sự chết, được ơn phục sinh và hợp đoàn cùng chư thần thánh trên thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã phán phúc cho kẻ được chết trong ơn nghĩa Chúa. Trải qua bao nhị qua nhiều nhọc nhằn vất vả, linh hồn đa minh nay đã trở về với Chúa. Xin cho linh hồn đa minh được hưởng phúc thanh nhàn bên Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin ghé mắt đoái nhìn và xót thương tất cả chúng con đây, những kẻ hằng vững tin và phụng sự Chúa đêm ngày. Xin cho niềm hy vọng cậy trông của chúng con mỗi ngày mỗi vững mạnh, để khi qua khỏi đời này, chúng con được Chúa đón nhận vào nước hằng sống muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha nhân từ, xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện mà tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn đa minh. Ước gì ngày sau hết con cái Chúa là linh hồn đa minh được phục sinh trong hào quang chói sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, xuống bây giờ là xuống thế gian 33 cùng chịu chứng sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rồi ấy, thì rầy chúng con xin Cha rất nhân lành xin tha phần phạt cho linh hồn đa minh đã cầu nguyện hôm nay hoặc còn gian nơi lửa luyện tục. Xin mở cửa tù là cấy cho ra mà đem lên chốn hưởng mọi sự vui thật là nước thiên đàng. Công nghiệp Chúa đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thầm nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được, bởi Chúa hẳn có lòng lành. Cùng về lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy về lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy người cho liên. Về người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn đa minh được nghỉ ngơi đời đời mà được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn đa minh cho khỏi tù ngục mà được nghỉ liên an. Chúng con cậy về danh Chúa nhân từ cho linh hồn đa minh được lên chốn nghỉ ngơi. Người thân yêu của tôi, hãy
lắng nghe lời tôi kêu khóc. Hơi đau thương trong lòng thiêu, hãy ghé mắt giơ tay dịu lên. Vì ơn Chúa đè nặng trên tôi, vì tay Chúa rất công bằng. Hỡi những người có thấu hay không, hãy rốt sáng cầu nguyện cho tôi. Hỡi những người thân yêu của tôi, hãy lắng nghe lời tôi kêu khóc. Hãy đau thương trong lòng thương, hãy ghé mắt giơ tay dịu lên. Vì ơn Chúa đè nặng trên tôi, vì tay Chúa rất công bằng. Hỡi những người có thấu hay không, hãy sốt sắng cầu nguyện cho tôi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, các anh, các chị của họ ngoại, bố của chúng con đã được Chúa gọi về trong suốt quá trình tuổi cao sức yếu, mặc dù gia đình cũng đã hết sức chăm sóc, cứu chữa. Song do tuổi cao sức yếu, bố của chúng con đã được Chúa gọi về lúc 4 giờ 30 sáng hôm nay. Giờ này, đây là một sự mất mát rất lớn của mẹ anh em chúng con, được cha bác anh em đến phân ưu và dâng lời cầu nguyện cho bố của chúng con. Con xin thay mặt cho mẹ con và các em của chúng con xin hết lòng cảm tạ.